Mệt không được hả? Đừng có như vậy nữa, về tới xóm của mình rồi tự nhiên cứ nhõng nhẽo vậy rồi lỡ bà con cô bác thấy rồi có phải là về nói với tía má mình là mình chết không? Chết gì chết, hồi đó nha lúc mà em nhõng nhẽo ha, cái anh nói em ơi em nhõng nhẽo giúp con mèo quá, còn bây giờ em nhõng nhẽo anh nói chết là chết làm sao? Đừng có làm con mèo nữa, bây giờ mình làm con trâu đi, năm nay năm Tân Sửu mà. Ôi trời ơi, tự nhiên con người anh kêu làm con trâu. Con trâu cho nó cứng cáp. Thôi không thích trâu. Ủa chứ giờ sao? Bây giờ anh hả? Em mệt quá, anh người đàn ông không có ga lăng gì hết trơn. Trời không ga lăng mà tôi đi từ xe đò tôi xách xuống nè, quá trời đồ luôn, mấy người không có xách gì ngoài một món thôi đó mà không biết mấy người còn giữ không nữa. Cái gì? Cái ủa? Hồi nãy em đâu có cầm gì đâu trời. Hồi nãy từ trên xe bước xuống là em không có cầm gì hết trơn á. Không bây giờ em nhớ lại coi cái đoạn đường mà em đi tới đây từ xe xuống mà em có không đi... Trời ơi anh bị điên hả? Trời em rõ ràng em đi với cái tay không như vậy nè. Trời ơi em không có cầm cái gì hết á. Thôi chết rồi, vậy là mất rồi Su ơi, mất trời rồi. Ơi, mất là mất cái gì mới được chứ. Mất rồi Su ơi. Cái gì? Không bây giờ em phải bình tĩnh lại đi Su, em nhớ lại đi. Em đã làm mất rồi. Trời không có mất. Em mất cái nẹp rồi. Nẹp gì? Cái nẹp để nẹp cái sự nam tính của em lên. Ờ trên quá anh vậy. Giận luôn. Đừng có giận ở đây. Giận luôn. Không. Nè, đừng có giận nữa. Thôi thương. Em mệt lắm rồi đó. Cứ kêu hả nẹp gồng hoài à, đau cơ gần chết luôn. Thôi ngoan đi, về tới nhà rồi. Má công tía má thấy tía má nghi đó. Nghi gì, khúc này có ai đâu nè. Ê, đó. Vậy thôi bây giờ tranh thủ không có ai, cái mình dành ra 30 giây để mình xả ra đi nha. Xả được không? Được không? Bây giờ mình nhìn xung quanh đây, nhìn xung quanh trước đã. Rồi, có an toàn rồi. 30 giây xin được phép bắt đầu. Ê, anh trước đi. 30 giây xin được phép bắt đầu. Trời ơi, đã có thoải mái không? Thoải mái ghê luôn á. Giãn cơ hết 30 giây rồi. Hết rồi. Em không, em hết chưa rồi. Có chỉ có 30 giây thôi. Sao nó không cho em được bung xỏ? Không, hết rồi. Cái đó là em xui thôi, xui tại vì anh á gì? Giờ làm gì cũng không được, tới lúc mà người ta muốn mà bung xỏ chút xíu cũng cho nữa. Thì về nhà vô toilet á, hiểu không? Đóng cửa là không có ba má trong đó, rồi muốn làm gì làm. Vậy giờ anh muốn sao? Gì? Bây giờ á sao? Anh nghĩ á là tụi mình cứ về nhà đi. Sugar yuyu go, sugar mimi go. Anh nói gì vậy? Sugar là đường á, là đường em đi, đường anh đi, hiểu không? Trời em không ngờ cái anh ngữ của anh dữ dội vậy luôn á. Chứ sao? Thôi ngoan đi, có gì nói chuyện sao? Nè, vali của em nè. Đây, đồ đổ tôi đây. Đây, bánh chưng bánh tét đủ hết nha. Đó. Nhớ gặp tôi đó nha. Có gì nhắn tin cho anh biết nha. Bye bye. Tôi nha. Bye bye. Mọi người, hôm nay tôi sẽ livestream về sự tích cây mai ở nhà tôi nha. Trời ơi, bữa nay hả, tôi sẽ kể cho mọi người biết sự tích cây mai ở nhà tôi. Đây, mọi người ơi, đây là cây mai đực. Một cây mai mà không bao giờ nó có bông hết trơn hết trọi, cũng không có nụ luôn đó mọi người. Lý do đơn giản bởi vì á, nó là của một cái ông hàng xóm kế bên nhà tôi. Ổng á, là xác cậu mà hồn cô, đó là một người đàn ông mà tính tình rất đàn bà. Tôi không biết lý do tại sao mà cái cây mai nhà ổng á, không biết gió nó lùa kiểu gì á, mà lá nó cứ dạt hết qua bên cái sân nhà tôi. Hai. Khỏe không? Khỏe. Khỏe không? Rất khỏe. Đang nói chuyện với ai trong đó vậy? Ôi có tôi cả kìa. Livestream. Livestream là gì? Trời ơi, tôi có giải thích chắc ông cũng bao giờ hiểu đâu. Bởi vì tôi với ông mặc dù hai đứa mình đồng trang phải lứa, nhưng mà ông á, ông thuộc về cái nếp người mà sống từ thập kỷ trước á, thành ra là thập kỷ. Ông có bao giờ ông có thể hiểu được những cái mà 4+ như mấy đứa nhỏ bây giờ. Trời mọi người ha. Chủ nhân của cây mai đực đó mọi người. Đây là một người đàn ông cực kỳ đàn bà đó mọi người ơi. Chủ nhân đây nè, tôi chủ nhân. Ủa mấy cái gì chạy lên nè. Cái này người ta thả ai cần á. Ai cần là cái gì? Nhìn đi có cái nào giống mặt ông không? Ê, sao tự nhiên mà có cái gì đâu sao mà nhăn nhó dữ vậy? Người ta thả phẫn nộ đó. Mắc gì phẫn nộ? Bé Năm, sao ổng ngu quá hả? Trời đất ơi trời. Ổng rất là ngu, ổng đâu có biết cái này là cái gì đâu. Ai nè, tôi nói bà nghe bà mới nói gì tôi. Tôi không ưa ông. Bà nói bà không ưa tôi hả? Không ưa ông. Bà quay tôi phải không? Cái này kêu là quay tôi phải không? Cái này livestream. Trời
Trời ơi là trời, bà tưởng đâu tôi ưa bà hả? Xin lỗi bà. Bà coi lại bà đi. Bây giờ là ta ở dưới quê, thấy không? Mấy người mà lớn tuổi như mình ăn mặc sao cho nó vừa phải, nó đúng với lứa tuổi của mình. Tôi đang nói về bà đó, mọi người nhìn bà coi. Trời đất ơi, nghĩ sao? Lấy nguyên cái đầm của con nít béo phì mặt nè, thấy không? Coi kỳ không? Đó, rồi đã vậy còn cột hai cái búi tóc hai bên. Bà làm như bà là búp bê bê bì vậy đó. Bà coi lại mình đi. Mọi người ơi, chút xíu mình livestream tiếp nha. Bye bye. Ủa sao vậy? Ê, hôm nay tiếp. Ông mới nói gì ạ? Tôi nói bà. Tôi nói cho ông biết nha. Sao? Cái chuyện á mà ông không ưa tôi thay kệ ông. Sao? Nhưng mà ông làm ơn làm phước đi. Ông hợp thời hợp thế giùm tôi chút xíu đi. Ông nói cái gì? Cái gì mà cái đầm của cái đầy đầm của nít béo phì ở hồi nào sao mà quê dữ vậy? Người ta lên thị xã, người ta may một cái áo của người ta cho nó đúng cái thời điểm bây giờ. Giam đầu quần con khi bà, đồ. Con bà chính ở đầu trên kìa, sớm trên mặc y chang bà nè. Nè tôi cái gì? Cái già thì sao vậy? Già gì? Thằng cha nè. Tôi đề nghị ông nha. Sao? Cái cây mai nhà ông á mà cái lá còn nữa qua bên tôi đó là đừng có hỏi sao mà tôi không phá banh cái cây mai của nè, ông nha. Tôi nói bà nghe, cái cây mai này có lâu rồi nha. Cái gốc của nó nằm ở bên sân nhà tôi. Nhưng mà nó có cái hướng nắng nó rọi xuống thì lá nó phải hướng nắng. Nó bên gốc bên này mà nó phải nghiêng qua vậy, nó hướng nắng bên này. Thì nó phải làm hướng trời ơi, bà hướng cây mai của thằng Bình Địa không? Không nghe, không có giỡn bạc nghe cây mai lâu năm nha. Trời ơi, lâu năm hả? Bà nghĩ sao? Chập ai hả? Chập cao hả? Biết không? Cả trăm triệu, mấy trăm triệu. Trăm triệu hả? Trời ơi, trăm triệu hả? Chập cao hả? Tôi chập cao được hả mày? Mày tôi phải không? Bây giờ sao? Tôi qua phá nguyên cái nhà của bà luôn nè. Bà giỡn với tôi hả? Bà giỡn không? Hả? Thôi chết rồi. Cứ vậy hoài luôn đó. Bao nhiêu năm rồi chứ đâu phải là mới bây giờ đâu. Vợ biết vợ làm sao vợ? Bực mình ghê luôn á. Cái gì? Cách cũ. Mày muốn gì? Tao đụng cái mặt mày tao đâu. Mày đụng cái mặt tao không biết đau hết. Mày tao đang đi làm gì mày lấn tao? Cái đường trống lên nha, sao mày không đi? Mày giành đường của tao. Đi mày đạp đất đạp đá xong mày đạp chân tao chi. Đụng cái mặt tao cho mày nha. Đánh mày. Ai ai ai, hình như hai đứa con mình nó về phải không ta? Đúng rồi, nhưng mà làm như nó đang đánh lộn hay gì á? Vậy tao quất một cái mày lòi chuột mũi ra cho mày nha. Mày tao mày khỏi chỉ tao. Ai không đánh đánh con tao. Ông có tin là trời ơi. Dạ, cái gì nữa? Quay phim nữa hả? Tao quay phim đi. Mọi người nhìn đi, một người đàn ông mà đầy tính nham hiểm, đầy tính phụ nữ. Con tôi. Một cái người đàn ông mà. Người đàn ông. Người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ủa. Ba. Ủa. Bà cái thằng quỷ này là má, đó là thằng quỷ.
quỷ này nè, nó chơi mất dạy, nó lấn con á má. Nè nè nè, chửi ai mất dạy? Nó mất dạy hồn đồ rồi đó. Nè. Nè. Ủa cái gì đâu hổn, nó chửi con mất dạy mà. Sao? Ủa nó phải chửi ông mất dạy đâu, chừng nào nó chửi ông mất dạy thì ông chửi con. Trời đất ơi, thì ông thì nói mẹ nào thì con đó. Ôi, thấy sao? Chưa? Bà như vậy cho nên con bà nó mới như vậy. Ủa thôi vậy con tôi nó quánh con bà cũng bà phải lắm bà. Tía ơi, nó đòi rút sống mũi con á tía. Vậy, thầy nói đúng mà. Ai biết mà sửa mũi chứ mày. Bây giờ nè nè, bây giờ con bây giờ. Đi vô đi để má xử con cha nội này. Đi vô tắm rửa. Một hơi ba dọn cơm cho ăn đi. Dạ. Bây giờ sao? Xử gì? Xin lỗi bà tưởng tôi sợ bà hả? Cái gì? Dám tay đôi không? Dám. À, tôi vô. 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 Đây bà vô bà dọn cơm cho ăn. Đi rồi, vô rồi. Ê, mà nói nghe nè, sao cái miệng má của em hổn với lại ba của anh quá vậy? Ủa, chứ sao cái nết ba anh hồ đồ quá vậy? Ê, mày nói gì ba tao, mày nói gì tía tao? Mày bước ra mày nói má tao trước nha. Ê, tự nhiên mày nói tía tao vậy? Ủa, thì tía mày, sao kể tía mày chứ? Thì bây giờ má mày nói tía tao vậy thì tía tao phản ứng lại thôi. Ủa, thì ai kêu tía mày là ông mà hồ đồ đủ đánh vô đồ. Ê, mày nói ăn nói đàng hoàng. Thôi, đừng có vậy nữa, bây giờ người lớn người ta không có suy nghĩ nhiều, hiểu không? Bây giờ người ta cãi nhau cả bao nhiêu năm rồi, bây giờ không lẽ giờ mình nít mình cũng vì những cái chuyện đó mình cãi nhau giờ sao? Mà bây giờ kéo dài vậy là chết tụi mình luôn á. Thôi bây giờ mình phải tính cách. Yeah! Mẹt đét ơi, gì mà lâu dữ vậy chàng? Tới ngồi đó he. Ủa Khánh, ông về hổm gài rồi mà hôm nay mới hẹn tôi đó he. Có chuyện gì không? Nói đi. Không nói tôi gì á nghe. Không nói tôi gì thiệt á. Tôi về đã chứ gọi Lòng. Thánh thần ơi, người ta nắm tay con gái của tía má nè nghe. Nè. Ê, tôi nghe người ta nói he, nắm tay rồi á là phải cứ á nghe. Ý trời ơi. Ủa gì vậy? Ủa, định quốc ngựa truy phong hả? Không có được nghe. Nắm vô. Nắm gọi là phải hung nữa đó nghe. Ủa trời, ôi không có được. Ủa Tiến hả? Ủa Tiến. Chứ tưởng là Khánh chứ gì. Tôi giỡn á. Chứ tôi biết Tiến mà. Tôi nghe cái hơi thôi á là tôi biết Tiến rồi. Bởi vậy người ta mới nói á ha, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi là vậy đó. Ê, mà tôi nói thiệt nghe, tôi gặp Tiến hoài à, mặt Tiến ha, tôi biết hết trơn á. Tôi biết ha, mắt Tiến để đâu, mũi Tiến nằm chỗ nào, miệng Tiến ra sao. Mà mỗi lần nhìn Tiến á he, cái trời ơi, sao mà cái gương mặt hài hòa vậy, thích quá à. Vậy sao không dứt khoát lấy tôi luôn đi, cứ suốt ngày khánh hoài. Thì Tiến cũng biết rồi đó. Bốn đứa mình, tôi nè, Tiến, Khánh, rồi Su nữa, là bốn đứa bạn thân. Mà ngày xưa tía má của tôi có lời hẹn ước với tía của ông Khánh, nên tôi sợ là
tôi với Tiến không có đối được với nhau á. Bây giờ để Tiến hỏi Lộc một câu nha. À thôi, hỏi nhiều câu đi. Gì vậy? Bây giờ tía với má có ở bên cạnh Lộc suốt đời không? Không. Vậy tía với má có thấy Lộc hạnh phúc thì tía với má có vui không? Có chứ. Vậy bây giờ Tiến với lại Khánh, Lộc thích ai hơn nè? Tất nhiên là Tiến rồi, chị cũng hỏi nữa. Vậy là Lộc phải lấy Tiến luôn đó nha. Ừ. Ủa mà không được. Không được. Tôi thương Tiến thiệt á. Nhưng mà Tiến cũng phải hiểu cho tôi. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Nhưng mà Tiến thương Lộc thật tình mà. Làm gì mà cứ qua đây hoài vậy trời, đừng có qua đây nữa. Ôi Khánh kìa, Khánh á. Bây giờ sao? Không, bây giờ mình lớn rồi, mình phải có quyền quyết định tình yêu của mình chứ. Tiến sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Đúng rồi, Lộc cũng vậy. Lộc sẽ quyết tâm chứng minh cho tía má thấy tình yêu của tụi mình là thiệt lòng. Quyết tâm. Trời ơi, chứ làm gì thấy em như thấy ma vậy? Trời ơi, năm nào cũng vậy luôn á. Đã dặn là đừng có qua mà tự nhiên qua làm chi vậy? Ủa, qua không được hả? Thôi đi. Làm gì không cho qua? Ai cấm không cho qua? Đi ra đây. Đừng có đứng trước nhà nữa. Vậy, có cái gì đâu mà làm gì anh sợ như sợ ma vậy? Tía của anh mà thấy là chết luôn á. Đã em canh rồi, không có ai hết trơn mới qua nè. Mà sao dặn hoài vậy, năm nào cũng trời ơi, tôi đã nói là có gì gặp riêng ở ngoài đi, đừng có qua nhà. Người ta nhớ chứ bộ, nhớ anh muốn chết luôn chị đó. Cái gì mà xì xì gì? Đừng có nói bậy nói bạ ở đây. Ê, tía của anh á, bắt đầu nghi ngờ hai đứa mình rồi đó. Tía anh nghi rồi hả? Tía đã nghi rồi. Y chang má em luôn. Má em cũng nghi luôn. Cứ đi ra đi vô phòng em hoài luôn. Canh em 24/24 luôn hên. Em lấy được cái này. Trời ơi, báo vật của em. Cái son môi. Em mà ra đường mà em không có son môi là em chết luôn á. Thôi đừng có đánh son nữa. Rồi chừng nào hết Tết mình lên Sài Gòn rồi bắt đầu được. Cái mặt em bình thường ra ngoài mà không son môi nhìn như ma da vậy đó. Không có, lúc này em cũng đẹp trong mắt của anh hết đó. Nha, thương đừng có đánh son nữa. Trời quá. Bây giờ cứ vậy hoài là không có được đâu, em nói thiệt luôn á. Ơi là trời. Phải nghĩ cách gì đi chứ. Giận sao không giận? Ê, mệt ghê. Có cách rồi. Có cách rồi đấy. Ê, rồi. Được không? Khùng quá. Tôi không bao giờ tôi đi vô mấy chỗ đó đâu. Giờ tôi chết cũng không có vô chỗ đó nữa. Khùng quá, bây giờ mình phải thử chứ. Không rồi, em lại, anh luôn em quỳ em lại, anh nói thiệt á. Trời ơi, bây giờ mà có vô vậy ngựa xéo em hả, em cũng không có vô chỗ đó đâu. Nhưng mà bây giờ mình phải thử chứ, bây giờ mình không thử. Ê, có khi nào thử xong hai đứa mình ghiền luôn á. Trời ơi, em nổi da gà nè, Trời ơi, em sợ lắm. Không có gì đâu mà sợ. Chứ bây giờ không còn cách nào khác nữa hết đó. Mình phải chứng minh cho tía má của mình thấy và an tâm về hai đứa mình, hiểu không? Chứng minh gì, tìm cách khác đi, cái cách đó kia gần chết. Không, anh đã quyết định rồi, chúng ta phải đi. Ê, nhanh lên. Đó, trời ơi. Nó hổn đúng không? Ờ. Giống tôi Mi Tu. Đúng mày cũng y vậy. Đây, mày ngồi xuống. Ngồi đây. Lên đây. Đó. Nè. Nói nghe nè, tôi với ông đừng gây lộn nữa nghe. Bây giờ hai đứa mình phải đồng tâm hiệp sức để dạy sách nhỏ. Dạy con mình cho nó đàng hoàng. Rồi nha. Bây giờ bà dạy trước hay tôi dạy trước? Ông dạy trước đi. Tôi dạy trước công trình. Tao nói mày nghe, má mày cứ mang cho mày trong bụng hả? Mày nghĩ làm sao bây giờ mày làm được tất cả những cái gì? Bài đặt ăn chơi, trời ơi mày hư hả? Tía ơi,
Tía ơi, nhưng mà cho con ý kiến được không tía? Ý kiến gì? Dạ tía ơi, con quỳ vậy con mỏi chân, con bị đau khớp quá. Mày phải đứng yên. Tía, con quỳ kiểu này được không tía? Mày quỳ kiểu nào biết sao mày cứ quỳ, trời ơi con nó quỳ kìa trời ơi. Cái đó không phải là quỳ. Dạ. Cái đó ngồi như ếch ngồi vậy đó, con hiểu không? Cái đó là chèm bẹp chứ không phải quỳ, mày nghe chưa? Cái thế là thế đàn bà ngồi chứ không phải là đờn ông, hiểu chưa? Bà dạy con, bà đi cho bà dạy con thôi. Tôi hù phụ ông chắc. Hai đứa mình là phải che. Ê su. Dạ. Thực sự là uổng công cho má. Má nói thiệt với con á, gia đình mình á là biết bao nhiêu đời làm nhà nho rồi. Trời ơi, nhà tôi ba đời nhà nho, vậy mà con tôi thì, tao nói cho mày biết nghe, uổng công của má đó ha, là dạy dỗ cho mày để rồi bây giờ á mày bôi tro, mày trét cốt lên mặt má. Mày cái gì bôi... bà dạy cái gì trời ơi, bôi cho bà cốt. Nói sao ba đời nhà nho nhà nho mà bôi cho trét cốt là gì? Bà chết hồi nào trét lên cốt ai? Cốt bà người ta kêu là bôi cho trét trâu. Trâu nghe nó, chưa trâu nó đầu cái má, cái da nó không có hợp không có ý nghĩa gì đi. Cái trét cốt là sao? Trét cốt á là ý là tôi nói nếu mà tỷ dụ tôi có chuyện gì là tôi lôi ông theo thì đúng đó. Tại tôi mới chết vô chiếc bạc đi cho vui, tôi lôi hai cha con ông đi theo luôn cho nó vui. Trời ơi, tự nhiên cái rủa ta chết theo tôi theo bà làm chi? Hai má con tôi dưới buồn buồn cái gì mà buồn, xuống dưới vậy là ổn tiếp. Bà cho Diêm Vương người ta mệt hả? Thì đúng vậy chứ này. Không mình sao chứ bây giờ tôi nói tôi bởi vì tôi nói bây thiệt với ông á, tôi không thế tôi bà cái lộn nữa, tôi với ông á không có hợp, tôi nói thiệt luôn á. Mới đầu thực sự tôi cũng nghĩ trong lòng là tôi sẽ phải cùng với ông nó dài sắp nhỏ rồi, nhưng sao? Mà sau khi nói chuyện với một hồi là tôi nói thiệt cái bản mặt ông tôi không ưa. Tại sao không ưa? Thì đó tôi mới nói bà nghe nè, nghe con tôi bày đặt á đi theo cái thằng nói con của bà, nghe chưa? Rồi á bày đặt đi massage nè, đi uống bia nè, đi uống rượu này kia kia nọ nè, thấy chưa? Tại cái thằng quỷ này nó dở rủ con đi nè má. Không có. Nó lôi con đi á. Không có đó. Nó kích thích con, nó kêu con dẫn nó đi. Đã thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì mà thấy chưa? Để cho con bà. Cái thằng con ông rủ con tôi đi. Không rồi nào. Đi rồi là vô trọng nó mới kích thích. Kích thích hồi nào chính con bà rủ nó đi. Hả? Bộ cái lỗ tai ông có trang trí trên bản mặt ông hay sao mà không. Ông sao? Nó tôi nói con, thằng con tôi, nó nói là thằng con ông rủ nó đi. Nhưng mà rồi đi vô con... nó uống bia uống rượu, hát karaoke rồi mới bị kích thích. Còn thằng con tôi thì nó nói về tại vì thằng con bà kích thích nó cho nên nó mới đi. Đồ điên, ở đâu ra tự nhiên không có bia có rượu mà kích thích. Người ta nói bia rượu là chất kích thích. Trời ơi, nói chuyện đặc với ông bởi quá. Vậy tôi nói thiệt với ông cái thứ mà đàn ông mà là sao? Đàn bà kiểu này mà không có nói được. Đâu, đi bà vô, bà đứng đi vô, đi vô. Đi vô gì bà mới hai nói ai? Con mà, tôi nói ông á. Bà, còn bà nhìn là bà đi. Bữa nay tôi thấy bà được đó. Bữa nay tôi vừa xìu xuống tôi tính nói chuyện với bà. Tại vì tôi thấy bà mặc cái áo đúng rồi đó. Đúng với lứa tuổi của bà rồi đó. Tự sao bà chồng tôi tức trở lại à. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Bà mặc cái áo này rồi, rồi cái đầm mà của nít béo phì bà trả cho con người ta chưa? Đi bán đấu giá làm từ thiện rồi đi hay con. Đi vô hả? Con. Không có ưa được. Không cái ưa cái thì thứ thôi. Gì á? Trời ơi, cái kìa, bài đặt ha. Mày đứng yên đây, mày bước ra đây. Ủa sao? Bây giờ làm sao? Sao gia đình người ta vô và gia đình mình chưa vô? Tao muốn ở đây. Hay quá ha. Hư quá trời hư rồi. Tía nhất quyết con phải cưới con Lộc. Nghe rõ chưa? Gì vậy tía? Bắt buộc con phải cưới con Lộc thôi. Trời ơi, tao nói nghe, mi phải cưới con Lộc con ơi. Nếu không á, tội nghiệp con Lộc nó buồn. Tía ơi. Bắt cái gì? Thì đó thì ghê chưa con tôi. Ủa? Ê, nó bậy bạ, có bầu hồi nào. Tôi dựng chuyện à, bậy bạ gì đâu à. Trời đất ơi, nghĩ sao trời. Ê, bộ bà nói thiệt à, có phải không? Dạ không có, dạ không có, con không biết gì hết á. Tía ơi, cái chuyện đó chưa xảy ra, con cũng không làm bé Lộc có bầu nên là thôi mình đừng có cưới hỏi. Không, phải cưới hỏi. Đây là cái lời mà tía đã hứa với người ta rồi. Nghe chưa, tía mang Lộc là bạn của tía. Nhất quyết con phải cưới con Lộc. Hả? Tía. Đây. Ra đây đứng, thấy chưa? Sẵn con Lộc đây. Tía nói luôn nha. Ủa chào cậu, ai vậy? Bạn tụi bay hả? Dạ bạn tụi con. Dạ giờ hai đứa bận đi đâu rồi đó? Đứng nghiêm, tao đánh nè. Con về nói với tía má con. Con nói rằng là chiều nay bác sẽ qua gặp tía má con để bàn tính cái chuyện tuần sau làm đám cưới. Thằng Khánh nó sẽ cưới con. Tía.
Ê, gì? Rồi bỏ tính để vậy luôn hả? Chứ giờ biết làm sao giờ? Phật con cái cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đúng không? Anh nhu nhược vừa thôi. Bây giờ anh phải làm sao? Bây giờ nè, anh có cưới Lộc được đâu. Xa là không gặp tía anh nói thẳng hết sự thật đi. Ủa? Số? Em sao vậy? Không lẽ giờ anh chạy là anh nói với tía là hả? Giờ tía ơi, con với Su yêu nhau. Rồi em nghĩ là tía có chấp nhận không? Chứ bây giờ anh định lấy Lộc thiệt hả? Chứ bây giờ anh cũng không có muốn làm tía anh buồn. Tí anh buồn rồi, lỡ tí anh nghĩ bậy rồi, rồi lỡ làm cái chuyện gì đó mà anh sẽ hối hận cả cuộc đời rồi sao Su? Em, anh rất là thương em nhưng anh cũng rất là thương tía. Thôi mà. Anh tía. Tía ơi, tía ơi. Đi ra đây lẹ lên. Trời ơi, tới giờ rồi nghe chưa. Con ơi là con, đợi bà con hai bên lợi đủ là đi qua bến rước dâu liền. Ê cha ơi, người để người ta đứng ngoài nắng người ta chờ. Mày phải ok. Đám cưới tới nơi rồi mặt mày phải vui vẻ lên. Mặt như chú ô chú ngột vậy. Phải cười phải tươi lên đám cưới của mình mà. Tía cái gì mà tía? Tía đánh chết cha. Nè, con nhìn lại coi. Con thấy cây mai không? Tự nhiên bữa nay nó nở đẹp ghê chưa? Bao nhiêu năm nay không nở được vậy. Hiểu sao không? Là do má của bay đó. Má bay về đó. Má bay hiện đó. Má bay hiện linh đó. Coi như là mừng vui vì bay sắp lấy vợ đó, hiểu chưa? Hả? Thôi đi, để trễ à. Khoan. Gì nữa? Nè, tôi nói nghe nha. Bữa nay đám cưới nhà tôi nha. Tôi không có thích cái chuyện mà gọi bà qua bà quậy vậy nữa nha. Tôi không có nhịn nha. Hồi nào giờ tôi nhịn, bây giờ tôi không nhịn nè. Điên quá à. Cái gì? Đưa đồ cho anh Khánh. Đưa đồ gì? Tặng quà nó hả? Thì đợi rước dâu đi, xong xuôi đi. Rồi đãi tiệc thì lúc đó tặng quà. Bây giờ ta tới giờ lành, đến trễ giờ của ta. Đi, lẹ lắm. Thôi khoan đi, lành dữ gì. Đọc xong đi rồi muốn đi đâu đi. Dạ. Gì vậy? Su bỏ đi rồi tía. Nó đi thì kệ nó chứ mày nói tao chị. Nhưng mà Su nói là Su không bao giờ quay trở về nơi đây nữa. Nó không trở về thì thôi chứ mắc mơ gì. Bữa nay là cái ngày đám cưới của mày. Của thằng Su là chuyện bên nhà của bà. Con bà đi thì bà phải đi tìm. Châu tía. Gì? Châu bình tĩnh lại nha. Sao? Ngày hôm nay mà Châu cà nhoi Châu không bình tĩnh á, là Châu hối không kịp nha. Là sao? Châu sẽ làm cho một số sinh mạng không được an toàn nha. Bây giờ nghe thằng Khánh nó nói đã. Là cái gì? Con nói đi Khánh. Con nói cho tía con nghe đi. Cái chuyện mà Su bỏ đi không bao giờ Su quay trở lại đây nữa, nó không ảnh hưởng gì đến con. Ư ừ. Con nói cho tía con nghe đi. Là sao? Nói cái gì? Tao không có hiểu gì hết trơn vậy. Ông làm sao mà hiểu được? Bởi vì con người của ông là một cái con người mà thiệt giờ nói sao ta. Bởi vậy biểu ông làm đàn bà mà ông cứ cãi tôi. Thì à, không có nói vậy nữa nghe. Bây giờ cái tánh tình của ông như vậy á, tôi nói ông bữa nay vừa quan liêu nè, vừa cổ hủ nè, cổ hủ cái vừa, gì vừa đàn này, áp người khác nè. Bữa nay đám cưới con tôi nghe. Kệ đi, bây giờ phải banh ra đi rồi nói chuyện gì thì nói. Ông thừa biết thằng Khánh nó như thế nào nó ông sao? Thừa biết thằng Su nó ra làm sao mà đúng sao? Không ờ. Ông mà không biết tôi con ông, tôi quỳ xuống tôi lại ông đó. Cả tôi cả ông đều biết hết. Nhưng mà ông cố gắng ông làm như là ông không biết gì, ông bàng quang cái câu chuyện. Do đó là ông bằng mọi cách ông bắt thằng Khánh nó phải lấy vợ liền. Được. Để chi? Để ông giữ cái sĩ diện của ông. Bậy đi. Ông giữ cái cổ hủ của không ông. Không có. Đồ cái thằng ông nội sống từ thập niên hồi đó. Thế kệ tôi tức quá mà. Chuyện của cha con tôi hả? Bây giờ tôi nói ông nghe. Sao? Trời ơi, tôi không biết sao tôi nói với ông bây giờ. Ông làm ơn ông mở mang trí tuệ đi nha. Ông mở mang giùm tôi đi. Ông nhìn nó sung sướng gì trong cái đám cưới này. Còn đi lên đây nè, cái mặt chù ụ như đưa đám vậy nè. Vui vẻ gì?
Hả? Chú để gì mà lạ lùng tóc tai này giống như là ổ quạ vậy? Hả? Nói đi. Cái gì? Con nói cái tình cảm của con. Con yêu ai, con thương ai, con muốn cái gì? Con nói cho ông nghe đi. Con sẽ thực hiện theo đúng tâm nguyện của tía. Con sẽ lấy lòng. Rồi sau đó con sẽ thực hiện theo tâm nguyện của con và Xu. Nếu như tía vẫn cương quyết bắt con cưới lòng, không cho con đến được với Xu thì con sẽ chết ngay tại chỗ này. Không cho đến được với Xu, con nghĩa là mày yêu Xu. Thấy ghét không? Thấy ghét không? Muốn cưới Xu. Tía là người hiểu rõ nhất mà. Con xạo xạo, mặt xạo kìa. Trời ơi, bảo tố ê, phong mì ba, một dương dân nha, làm sao trong nổi sàn à. Phan cái đôi giày vô đầu ông mày chơi. Gì? Dương dân nha gì nữa? Ông tự nhận ông là dương dân nha vậy mà tôi biểu ông bài, á. Cái bài hát là dương dân nha. Vậy tôi biểu ông làm cái cốt đàn bà mà ông không chịu. Sao? Sang Hà không có cần ông gánh vác đâu ha. Bây giờ ông gánh vác cái gia đình của ông trước. Gánh vác cái câu chuyện này trước. Ông đi vô đây. Vô đây. Come on, come on. Sao? Vô đây, vô đây. Đây. Bây giờ lo là lo cho tụi nó đây nè. Ông suy nghĩ đi nha. Thằng Khánh thì đau khổ như thế này, thằng Xu thì bỏ đi ha. Chưa tính tới con Lộc nữa ha. Mà bây giờ nè, Xu gia thừa biết tụi nó thương nhau mà. Từ nhỏ tới lớn thì cũng do hai đứa mình thôi, đúng không? Ông do hai đứa mình thôi, đưa tụi nó lên Sài Gòn học, rồi tụi nó đi học chung với nhau, lo lắng cho nhau, tụi nó thương nhau nào tụi nó không biết, đúng không? Tía của con á, ông cổ hủ tới cái mức mà tất cả những cái gì á mà ông nói, ông phải bắt mọi người á phải công nhận là ông nói đúng. Nhưng mà ông trật. Cái chuyện của con với Xu ông biết rồi mà ông làm bộ không biết. Cũng giống như cây mai. Đây 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 đây. Để cô nói cho con nghe, cái cây mai này cũng vậy. Cái đất này, cái gốc này nó ở bên phía sân nhà cô. Nhưng mà ông kiên quyết, ông nói là không đồng ý như vậy. Bây giờ Châu nói cho con nghe đi Châu. Cái cây mai này á, nó nằm bên đất nhà ai? Nhà Vân hay là nhà Châu? Thì bên đất nhà Vân. Đó, bên đất nhà Vân. Mà Châu, mà. Đó, mà Châu nhất định Châu không thừa nhận. Tôi nhất định tôi không thừa nhận cái điều đó là bà phải hiểu cho tôi. Hiểu gì? Bởi vì tôi biết bà không có ưa tôi. Đúng rồi. Bà thù tôi. Ừ. Bây giờ nếu như tôi đưa cái cây mai này qua cho bà thì chắc chắn một điều là bà sẽ đốn, bà sẽ bỏ, bà sẽ chặt. Đúng rồi, tôi chặt đi, tôi trồng cây đào. Bà chặt đi. Bà chặt cái cây mai này rồi đó ha. Lúc đó đó là bà phạm tội với một người bạn đã khuất của bà đó, cho bà biết. Ủa làm sao trời? Cây sao? Mai này là do vợ tôi trồng đó, bà hiểu chưa? Ủa thiệt không? Ừ. Trời ơi, tôi không biết là tại vì á, là vợ ông chết rồi tôi mới dọn về đây. Thì đó, hồi xưa là vợ tôi mới giới thiệu miếng đất bên nhà này cho bà để bà dọn về bà ở nè. Rồi sao? Bà không có biết gì đâu. Hồi đó vợ tôi bệnh dữ lắm, còn có một vài ngày, một thời gian ngắn nữa là mất là đi. Tôi thấy tội quá, đi cứ ở trong nhà đi tới đi lui không, không biết làm gì. Tôi mới đem cây mai này lúc còn nhỏ về tôi trồng ở đây. Tôi để cho bà ra, bà tới lui, bà chăm sóc, để cho bà có cái việc gì đó bà làm để cho bà vui. Thì bây giờ đó, trước khi mà bà đi, bà nói rằng là phải giữ gìn cây mai này. Nên tôi mà nhìn nó là tôi nhớ đến vợ tôi, bà hiểu chưa? Nỡ nào mà tôi đem cái mai này tôi đưa qua cho bà. Trời ơi, sao Châu không nói cho Vân nghe này? Châu phải nói cho Vân nghe chứ, vợ Châu là bạn của Vân mà. Trời ơi, bởi vậy người ta nói thì cái thù giặc thù dai là Châu đó. Bởi vậy á, trời ơi, công nhận á, cha con như vậy là một người quá tốt, quá thủy chung. Và con cũng đã học được cái thủy chung của ba con. Trời ơi, cô thích ghê. Trời, phải chứ đó Vân chọn Châu ha. Ê, trời đất ơi, trời thôi nghe, có con cái nghe. Nó giỡn thôi nè, ra bàn nè. Để bàn bạc vậy có được không? Bây giờ tụi nó lấy nhau là lợi trăm đường ha. Tụi nó lấy nhau, nguyên cái sân này là sân chung của hai nhà rồi, đúng không? Thì cây mai nó muốn ở đâu thì kệ nó, đúng không? Rồi sau này Châu Vân mà lỡ mà có thác đi rồi thì toàn bộ tài sản nhà cửa là cho chúng hết, của vợ chồng nó hết chứ, đúng không nè? Bởi vậy, bây giờ nè, trả lời câu đi. Sao? Có chấp nhận thằng Xu là con dâu của Châu không? Tía, tía ơi, tía. Thằng Xu. Sao nè?
Có open không? Làm dâu tôi. Ừ. Không đồng ý làm Khánh với Nguyên Sinh. Khánh. Mày không... Nếu tao không cho cưới Xu thì mày Nguyên Sinh. Nguyên Sinh ngay tại ngày mai này. Đó. Thấy chưa? Vậy thì... Sao? Không. Sao? Rồi muốn... Rồi được rồi. Sao? Coi như thằng Xu là con dâu tôi. Thằng Xu dâu ông không? Rồi ve cái đi. Làm ve cái này. Ve cái. Mà tôi thấy cái này sao? Tôi đỡ không kịp, tôi chưa có quen. Ve xong là quen liền. Ve đi, quen liền nè. Ve nè. Ơi. Biết sao không? À? Mùa xuân tới rồi. Hiểu không? Nè bây giờ nè, mai vàng như vậy nè, đúng không? Rồi hai đứa mình á vui vẻ từ đây á là làm xu gia, đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi nó được sống với người của tụi nó thương. Thôi mình ăn cái Tết cho ấm no đi Châu. Châu ơi, Châu, ơi. Châu, vô. Nè. Yeah. Ra đây. Ra đây, thưa chuyện với tía má đi. Sư về. Tía, má. Xu nè tía. Hồi nãy giờ em ghé hết trơn luôn rồi. Không phải là ba má cho mình cưới không đâu, mà cho mình hết tài sản luôn đó. Trời ơi. Cảm ơn ba má. Tía ơi, con cảm ơn tía, con cảm ơn cô. Trời má chứ, má chứ. Trời ơi. Sao nè, giờ muốn hỏi gì tía? Dễ thương quá hả tía? Dâu tôi hả? Dạ, dâu của tía nè. Dễ thương mà. Dâu. Dễ thương lắm. Nó làm răng rồi, mốt tôi cho nó niềng răng nữa. Trời ơi. Tía ơi, tía vui lên cho con vui đi tía. Tía, vậy là tía đồng ý cho con với lại Xu cưới nhau hả tía? Không phải câu đó, anh đồng ý rồi hỏi hoài. Dạ. À, tía ơi, tía có đồng ý cho con với lại Xu cưới nhau không tía? À dạ. Tía, bây giờ cái chuyện của con với Lộc á, bây giờ tía tính được không tía? Cái đám cưới đó tía. Đám cưới gì nữa? Tía. Bây giờ trong nhà tao nó có con dâu chung vô rồi. Chung vô rồi. Bây giờ làm gì mà có thêm đứa dâu nữa? Coi như là... Rồi cái mặt nó là dâu thúa mà. Mốt cho đi viền răng mà cháu. Cháu. Lên. Coi như là quế. Khoan đã. Khoan hủy đám cưới đã. Ủa gì vậy? Sao? Dạ. Đám cưới vẫn phải diễn ra. Ê. Tiến. Nhưng mà không phải giữa Khánh với Lộc, mà là giữa con với Lộc. Châu. Má nghe này vui lắm nè Châu. Sao? Một cặp, hai cặp, ba cặp. Trời ơi, tụi bà khùng quá bà ơi. Thì một cặp xu gia. Thôi xu gia tôi chứ làm sao mà dốc tụi nó được. Ông điên quá. Thôi Tết rồi ông làm ơn ông cởi mở ra giùm tôi cái đi. À, giờ tân thời hả? Chứ sao nữa, Tết tân thời rồi. Tết tân thời hả? Thì đó. Nếu mà Tết tân thời thì phải cởi mở. Khoan lên. Khoan lên. Qua đây con, qua đây con dâu. Qua đây con dâu, qua đây. Đây. Đó, thấy chưa? Coi như là có hai đám cưới. Không mình sao chứ bây giờ tôi nói tôi bởi vì tôi nói bây gì với ông á, tôi không thấy tôi bà cái lộn nữa, tôi với ông á không có hợp, tôi nói thiệt luôn á. Mới đầu thực sự tôi cũng nghĩ trong lòng là tôi sẽ phải cùng với ông nó dài sắp nhỏ, nhưng mà sau khi nói chuyện với một hồi là tôi nói